Chào anh em đang xem miền Tây Solar ha. Nay là ngày 21 tháng 9 2024, chủ nhật nha anh em. Thì trời mát ha. Nó mát thì không đúng anh em, gọi là trời bão mới đúng. Đó, vì trời bão mà qua nay rất là khổ luôn, mần rất là khó khăn. Thì tụi mình rất là tranh thủ mà làm từ sáng giờ không có kịp. Quay video cũng không kịp là quay xây sở các kiểu. Nói chung là cái gì cũng không kịp hết. Mục tiêu chính là làm thật là lẹ để ông trời mưa tới là tụi mình xong. Chứ còn mà cái kiểu mà mưa tới là khó làm dữ lắm mọi người, thậm chí làm không được luôn. Thì mình đang ở cái bè ha, cái bè của Tiền Giang. Đó, ở ngoài đó là quốc lộ anh em, mình thấy xe chạy không? Nè. Đó. Đó, ngoài đó là quốc lộ đó anh em. Cái cầu gì đó không biết. Cái cầu gì ở quốc lộ 1 á. Chạy ngang cái bè. Thì bữa nay mình nhận làm ráp cho ông anh. Đây là cái chợ mọi người. Đây là cái chợ. Ông anh đang bán đồ điện tử trong chợ. Thì mình xuống ráp cho ảnh cái dàn năng lượng này. Mà có một cái tin vui là mới ở dưới đất là mình ráp xong rồi. Chưa xong lắm nhưng mà đã gần hoàn thiện khoảng 70%. Thì ông anh ổng rất là vừa ý và ổng bả có nói với nhau là chắc làm thêm hệ nữa ở cái nhà ngoài chợ. Nhà ngoài chợ người ta đã có cái dàn bám tải rồi, nhưng mà người ta định làm qua cái dàn này nè, dàn có lưu trữ của bọn mình để cho nó tối ưu hơn nữa, để nó chạy được khi cúp điện ha. Mục tiêu chính của người ta là chạy được khi cúp điện và tối ưu bởi cục lưu trữ. Thì ở đằng trước là con sông. Con sông này đang rút nước gọi là khủng khiếp luôn. Hồi sáng con sông này mênh mông luôn á, mà bây giờ nó rút cạn luôn. Nước đang chảy rất là lớn, ở ngoài kia là sông Tiền ha. Mé bên kia là sông Tiền anh em, đang rút nước là sông Tiền. Mà chảy tốc độ rất là mạnh luôn. Cái này là thủy triều đang xuống đó chứ. Rất mạnh. Đó, để cái sông không còn nước nữa, đang chiều nay còn mưa nữa, chứa tiếp. Thôi bây giờ trở lại với nội dung ha. Thì hôm nay ông anh mình, anh Sang. Cái tiệm gì em? Cái tiệm ổng tên gì? Điện máy Sang hả? Điện máy Sang ở chợ, không biết chợ tên gì. Thì ở đây chúng ta có 18 AE. 18 AE mà anh em thấy là trời nè, là không hề có miếng nắng luôn nha. Tụi mình thì mới ráp có một trin thôi, mới ráp có một trin một thôi. Đó, một trin thì kể như là khoảng 2,2 kg. Mà hồi nãy ở trên máy mình đo được á, máy đo được là nó ra được 1,1 kg anh em. Trời không hề có nắng luôn. Đó, thì đó là tín hiệu phấn khởi cho cái pin AE nha. Nói chung là anh em mua tới AE thì anh em khỏi cần phải lo, phải suy nghĩ cái gì hết. Đó, hiệu suất là phải nói là bao hiệu suất. Đấy. Thì bên mình là AE 450 đang bán bao ship cho anh em là 4,5 triệu theo cái hình thức mình chở. Còn nếu mà gửi bưu điện là 2 triệu chứ. Đó, 2 triệu mỗi tấm, 2 triệu mỗi tấm theo hình thức là mình chở 450W nha. Còn nếu mà gửi bưu điện là 2 triệu 2. Luôn phí ship và công gói mốt shop hết luôn là 2 triệu 2. Đó, thì AE thì anh em biết rồi, bởi vì mình bán cũng mấy tháng nay rồi. Đó, mấy tháng nay bán nó rồi cho nên là không còn gì để giới thiệu anh em nữa đâu. Mặt trên của nó nè, mặt dưới là tấm PK, nói chung là pin một kính. Đó, ông anh mình ổng làm 2 trinh ở trên 4 tấm, ở dưới 4 tấm. Đó, thì đúng ra thì ở 5 tấm chứ, ở trên 5 tấm, ở dưới 5 tấm. Đúng ra thì 10 tấm này chúng ta có thể đưa vô một trinh cũng được nữa. Đó, 10 tấm này một trinh vẫn được, tại vì 4,5 kg này điện áp nó vẫn ok. Nói chung là 10 tấm này đưa vô một trinh vẫn được, nhưng mà ý của ông anh mình làm 2 trinh, cho nên mình làm 2 trinh. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, ông anh mình là đúng ra là làm dây 4 chấm cũng được nữa, tại vì cái dàn pin này mỗi trinh có 5 tấm thôi. 5 tấm thì đúng ra là làm dây 4 chấm cũng được, nhưng mà ông anh mình chơi dây 5 chấm ở 6 chấm luôn, dây 6 chấm luôn. Nói chung là mình có điều kiện thì mình cứ chơi thôi anh em. Dây 6 chấm thì quá là luôn ha, phải gọi là luôn á. Đó, 6 chấm mà kéo có 5 tấm pin 450 thì gọi là dư ha. Đó, nhưng mà người ta muốn chơi vậy thì cũng tốt thôi, có gì đâu. Dư tốt ha, đừng để thiếu. Dư tốt, đừng để thiếu. Đó, ở trên là 5 tấm như anh em thấy nè. Đó, ở dưới là 5 tấm. Cái mái nhà thì mênh mông nha mọi người, mái nhà này lắp mấy chục ký luôn. Nè, anh em thấy không? Cái mái nhà mình quay cho mọi người coi, nó mênh mông luôn. Nè, chẳng những cái mái mình đang đứng đâu, đằng đây nè, cũng mái nhà của ông anh Sang luôn á. Rồi đằng kia nữa kìa, rồi đằng kia nữa, có mấy cái mái nhà luôn á. Có mấy cái mái nhà liên tiếp kìa.
cái sông đó là mặt tiền đó, sông là mặt tiền á. Đó. Đó hồi xưa là có cái đường đi đó luôn mà giờ đường đi trôi xuống sông rồi. Nghe ông chủ nhà ông kể vậy đó. Đó thì nè anh em thấy là cái chỗ này nè, tụi mình lắp cái chỗ này á, tuy là cái hẻm, hẻm khá là xa cái lộ nhưng mà sáng ông chủ nhà ông có thuê người rinh đồ vô cho tụi mình luôn anh em. Đó, hỗ trợ mình tích cực luôn nha, thuê người rinh đồ vô cho tụi mình luôn. Đó, rồi cái mái nhà này á, là kể như là có người đưa pin giùm tụi mình luôn. Tụi mình làm nói chung là cũng nhờ anh em hỗ trợ nhiệt tình luôn. Đó, còn lên cái mái nhà này tụi mình đắp là cũng dễ luôn ha. Tại sao dễ thì như mọi người biết rồi, tôn này đi nó không lúng, rất là cứng và tôn rất mới. Còn mái nhà thì cái này nằm ngủ cũng được, đừng nói mà lắp pin, cho nên là rất là dễ làm. Thì cảm ơn mọi người đã gọi là tạo điều kiện tốt nhất cho đội tụi em làm ha. Ờ, mái nhà như thế này thì lắp áp mái thôi chứ đưa sắt lên làm cái gì, thấy không? Anh em để tiền mua sắt, anh em mua thêm 2-3 tấm pin nữa đi, 5-7 tấm pin nữa. Có điện thoại em ơi, có điện thoại. Đó, mái nhà rất tốt. Và cái hướng này á, là nó quay về cái hướng Tây. Có điện thoại nè. Sao bỏ không đó à, quay về hướng Tây. Mà quay về hướng Tây thì như mọi người biết rồi. Đó, sáng sớm mặt trời lên là nó đã có điện rồi, chiều tới chiều vẫn có điện ha. Có nghĩa là mặt trời mọc qua đằng đó đó và nó qua bên đây nè. Đó mà mái nhà lại nằm kiểu này nữa. Nói chung là lắp pin lắp hướng nam là ngon nhất, nhưng mà có cái mái nhà như thế này thì chúng ta không cần đổi hướng đâu anh em. Lắp cái hướng này là ngon rồi, thấy không? Lắp như thế này, ở trên đây 5 tấm, ở dưới đây 5 tấm. Đó, đưa vô hai trên dây 6 chấm. Nãy giờ mình vẫn chưa tiết lộ con máy ha. Máy lúc này mấy chú mấy anh em hay chọn là Lumentri 6kg. Anh em nào tiết kiệm tiền thì chơi Lumentri 4kg. Bộ pin lưu trữ thì 100A, có đối tác bên mình ráp, nó ráp 15.300.000. À, còn cái bộ này á, là tổng cộng là bao nhiêu tiền á, thì anh em có thể nhắn Zalo cho mình gửi bill cho anh em xem. Đó, để anh em biết được vật tư công lắp được bao nhiêu ha, công lắp vài triệu thôi. Nói chung là công lắp vài triệu thôi anh em, không có nhiều đâu. À, mình cung cấp vật tư mà mình đi ráp cho anh em thì nói chung là cũng rẻ lắm, công lắp vài triệu. Còn anh em tự lắp được thì tiết kiệm cái vài triệu đó để dành làm chuyện khác. Đó, thì như anh em thấy rồi, công việc vẫn còn ha, mình ngưng video ở đây ha. Mình sẽ tiến hành hoàn chỉnh các cái dây nhỏ, không phải để về đâu nha mọi người. Cái này là em đang gọi là rải dây ra đặng nó xuống đất để em thử máy thôi. Chứ lát nữa mình luồn ống rồi cho chủ nhà đàng hoàng nha anh em, chứ không ai mà làm kiểu này nha. Làm kiểu này là chết luôn á. Đấy. Thì thì nói chung là lát đi ống sao, còn cái này mình rang rải vậy đặng mình thử máy nha. Và máy nó đã chạy rồi, bây giờ mới tiến hành làm đẹp ha. Làm đẹp cho hệ thống. Chỗ nào mà thấy mà có nguy cơ mà làm dột người ta thì chúng ta test silicon lại. Ở chỗ nào mà có nguy cơ là xấu xí cho cái dàn pin thì chúng ta sẽ tìm cách phương án khác. Đó, chỗ nào mà có nguy cơ mà dây nhợ mình bị mấy anh tí anh để ý tới thì mình sẽ luồn dây hết ha. Nói chung là luồn hết, mấy anh tí không có cơ hội gì đâu, luồn từ đó xuống đó hết luôn ha. Đấy thì nó rất là an toàn nha. Ông đấu con inverter gì vậy? Eco 3.2 ông quá hả? Khác nữa hả? Eco 3.2 thì có ắc quy mới chạy, thì đấu ắc quy trước đó, rồi đấu điện lưới vô, rồi đấu điện mặt trời vô chạy thôi, nhưng mà phải bật ắc quy trước, không có lưới càng dễ nữa. Ắc quy không nó cũng chạy, nó gắn mặt trời vô là xong, vẫn đơn giản thôi đó. Thì anh em nào có nhu cầu thì liên hệ bọn mình ha. Cái bộ này nè, con Lumentri 6kg với lại bộ pin 100A ráp đó, anh em đừng có giỡn với pin ráp nha. Pin ráp là ráp từ cell EVE nha. Nhiều bạn nghe ráp nói hôm bữa có chú kia phản ứng đây, chú mua là mua pin hãng chứ mua chi pin ráp, thì cái quyết định đó là của chú, nhưng mà có chừng quyết định nó sai lầm á. Ở bên con ráp là bên anh đối tác anh ráp pin EVE ở 6.000 cycle, còn anh em mua pin hãng không biết pin đó trong gì trong đó nha, có thể nó ráp cho mình cái pin nhỏ 20A ráp loại thành 100A không chừng, thấy không? Đó, còn cái này là cái xe người ta là xe 100A luôn, dòng xả cao. Đấy, nói chung là mình nói sơ vậy mọi người cũng biết rồi ha. À, đừng có coi thường pin ráp anh em. À, tuy là bề ngoài của pin ráp á, thì nó là hàng ráp, cho nên là bề ngoài nó không thể nào mà chuẩn chỉ như là pin xưởng được, pin hãng được, nhưng mà hãng là cũng ráp chứ đâu ra, thấy không? Cái người ở đây hãng thì người ta cũng ráp thôi, người ta có thể ráp bằng máy hoặc ráp bằng thợ tùy người ta, nhưng mà cũng là ráp thôi. Đấy. Thôi kết thúc video đây ha.
hẹn gặp mọi người với video lần sau. Đam mê liên hệ thì hãy liên hệ mình nha. Mình thấy cái chợ này nhà khá là nhiều luôn nè, quá trời nhà luôn, nhà dữ lắm à, đó quá trời nhà luôn. Mà mấy cái nhà đó không có ráp pin mặt trời anh em, chỉ có một cái nhà đằng đó có thôi. Đó, chỉ một cái nhà ngay cái tay mình chỉ là có này, cái nhà này có nè. Đó. Đó, nhà nhiều như vậy mà ít người ráp pin đó mọi người. Làm như anh em chưa có hiểu pin mặt trời là gì hay sao á. Đó, cả trăm nhà mới thấy được nhà là có ráp á. Còn mấy nhà kia thì chưa thấy. Đó, thì hy vọng là coi video này thì mọi người sẽ ráp nha. Đó, còn muốn biết ráp như thế nào và ngon như thế nào có thể lại nhà anh Sang nè, coi. Giống như anh Sang này là ảnh đã đến nhà thầy Hải. Lúc trước em có ráp ở nhà thầy Hải ha, thầy Hải ở Mỹ Đức Đông, Mỹ Đức Tây gì đó, em quên rồi. Thì thầy Hải dạy cấp 3 anh em. Đó, thì ông thầy Hải ổng ráp một bộ, anh Sang này anh tới anh coi anh thấy được. Anh kêu tụi em tới ráp đơn giản vậy đó. Đó thì hy vọng là những anh em khác mà muốn ráp thì cũng làm vậy ha, cũng đi tới đây coi giống y vậy. Đấy. Rồi xin chào mọi người ha, hẹn gặp mọi người những video lần sau nha. Bây giờ tiến hành làm cho thiệt là đẹp để cho nó xong anh em, nhưng mà còn lâu lắm mới xong nha, làm đẹp rất là lâu.